em, chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera. Như anh em đã biết thì ngày 15 tháng 4, DJI Air đã chính thức ra mắt. Tính ra đến bây giờ cũng được nửa tháng rồi đấy. Và có một số anh em ý kiến rằng mình so sánh thử chiếc Air với lại phiên bản tiền nhiệm là Mavic Air 2. Thì ok, hôm nay mình sẽ đáp ứng yêu cầu của anh em. Thôi, đầu tiên nói về ngoại hình bên ngoài. Thì đây, như anh em có thể thấy, về phần ngoại hình thì nó tương đồng với nhau khá là nhiều. Từ cái phần cánh này cũng như là ngoại hình ở đây. Chúng ta chỉ có một số điểm khác như là cái đầu cánh ở bên AS sẽ là màu cam, còn Mavic Air 2 là màu xám. Và thêm một điều nữa, đó chính là ở trên chiếc DJI AS này chúng ta sẽ có thêm hai cảm biến ở phía trên này, cộng với lại một điểm cực kỳ lớn, đó chính là chiếc camera. Đây, anh em này so sánh này, cảm biến 1 inch so với lại cảm biến 0,5 inch, to gấp đôi luôn. Và những điểm nâng cấp này thì sẽ làm cho DJI Air 2S của chúng ta sẽ có khối lượng là 295g, nặng hơn 25g so với phiên bản tiền nhiệm là Mavic Air 2. Cùng đi vào phần chi tiết, một trong những điều mà anh em quan tâm nhất đó chính là về phần pin. Thì như ở video đập hộp, anh Phong Cảnh cũng đã cho các bạn thấy rồi là phần pin của hai chiếc Flycam này sử dụng chung pin nhá, chung một loại pin luôn. Chúng ta có thể chung đốc sạc này hoặc là trao đổi pin cho nhau, sử dụng thoải mái, không sợ bị sai số kỹ thuật hay là gì cả. Em yên tâm nhá. Và theo như thông số của DJI đưa ra, thời lượng bay của hai chiếc Flycam này lần lượt là 31 phút ở DJI Air 2S và 34 phút ở Mavic Air 2. Tuy nhiên đây chỉ là trên lý thuyết, còn ở thực tế thì chúng ta sẽ có khoảng từ 23 đến 25, 26 phút ở cả hai thiết bị. Tiếp đến là về phần camera. Như anh em có thể thấy, ở trên DJI Air 2S đã được nâng cấp đáng kể cụm camera 1 inch này. Độ phân giải cũng được tăng lên từ 12 megapixel lên 20 megapixel. Và anh em có thể chụp ảnh cũng như là quay phim HDR cho giải nhạy sáng cũng như là giải màu tốt hơn. Cùng với đó, anh em có thể quay video, chất lượng có thể nâng lên đến 5,4K ở 30fps. Thậm chí nó còn bá đạo hơn camera 1 inch của Mavic 2 Pro. Và bên cạnh đó thì DJI cũng đã cài thêm một cái chức năng, đó là zoom 8x ở trên chiếc DJI Air 2S này. Và bản thân mình thì không đánh giá cao điều này, bởi vì khi zoom 8x, hình ảnh chất lượng của bạn rất là kém, rất là vỡ và noise. Và tất nhiên chúng ta có thể bay cận vào thay vì zoom 8x. Và như đã nói ở phần đầu video, DJI Air 2S của chúng ta sẽ có thêm hai cảm biến ở phía trên đầu này. Và với công nghệ APAS để tăng tầm quét thì nó sẽ có thể giúp cho chiếc DJI né được vật cản tốt hơn, tránh vật cản ở cả bốn hướng, đảm bảo an toàn hơn cho chiếc flycam của các bạn. Ngoài ra thì công nghệ OcuSync 3.0 cũng được đưa vào, giúp cho tốc độ truyền tải cũng như là chất lượng truyền tải tốt hơn. Nâng cấp từ 1080 ở 10km trên phiên bản Mavic Air 2 lên đến là 4K ở khoảng cách là 12km trên DJI Air 2S. Và với công nghệ OcuSync 3.0 này thì chúng ta cũng có thể kết nối với lại kính Gago V2, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em kỹ hơn ở video sau nhé. Và cuối cùng thì đúng là như mong muốn của mình, công nghệ Active Track 3.0 được nâng cấp lên 4.0, giúp cho khả năng tracking vật của DJI Air 2S tốt hơn rất là nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Anh em sẽ không sợ bị mất tracking khi mà chủ thể bị che khuất trong một thời gian ngắn. Vậy thì câu hỏi đặt ra, nên mua thiết bị nào? Theo cá nhân mình nghĩ, câu tiền nào của nấy vẫn được áp dụng trong trường hợp này. Như anh em có thể thấy, với những nâng cấp trên thì cái việc mà chênh lệch mức giá giữa hai phiên bản Basic là 6 đến 7 triệu thì hoàn toàn là hợp lý và xứng đáng, đúng không nào? Nhưng có một điều, đó là với những cái nhu cầu cơ bản thì Mavic Air 2 hiện tại đang làm rất là tốt rồi. Vậy nên lời khuyên của mình sẽ là với những em nào mà không có điều kiện kinh tế quá là khá giả cũng như là dư giả thì chúng ta hãy lựa chọn phiên bản này nhé. Và nếu anh em nào đang sử dụng rồi thì cũng chưa cần nâng cấp lên DJI Air 2S vội đâu. Còn với những em nào mà có điều kiện hơn này, muốn trải nghiệm tốt hơn cũng như là muốn sở hữu một chiếc Flycam có cảm biến 1 inch, tính năng tracking tốt, có khả năng quét 4 hướng để bảo vệ cho chiếc Flycam này, thì hãy nâng cấp lên nhé. DJI Air 2S là một lựa chọn tốt dành cho bạn. Và link của hai sản phẩm này mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.